Ok, xin chào Đạt Phạm tôi. Đạt nghe rõ chưa? Rồi, giờ đây mình nghe Ok, rất rõ. là vui khi mà được Chào. có một cái podcast với Đạt Phạm như thế này. Rất là ấn tượng, có thể nói rất là ấn tượng trong thời gian gần đây khi mà thấy được cái màn trình diễn của team, của Tuấn Anh, của team của mọi người. Mình cũng hay theo dõi nên là mình muốn làm một cái podcast này về cái chặng đường huấn luyện của bên phía Đạt này, rồi cái mindset của DNA Coaching, rồi nói một cái phần mà chắc chắn các bạn sẽ rất là quan tâm liên quan đến hành trình của Tuấn Anh này, rồi những cái dự định trong sắp tới. Cũng muốn nghe được rất là nhiều thông tin từ Đạt thì để bắt đầu cái podcast thì mong là Đạt sẽ giới thiệu sơ qua một chút xíu profile bản thân. Cái nào mà chia sẻ thẳng được thì chia sẻ, cái nào muốn giấu thì mình để lại cho Cứ những phần giấu đúng sau. không? Ok. Ok, xin chào các bạn. Mình là Đạt Phạm, hiện tại mình đang là một coach và một huấn luyện viên về mảng thi đấu chuyên nghiệp. Thì như anh Vincent đã nói đó, thì rất là nhiều bạn tò mò là cái quá trình Tuấn Anh theo đuổi cái con đường đam mê thi đấu đúng không? Tại vì Tuấn Anh là một người khá là kín tiếng, nên thử ra là cũng ít bạn nào mà biết được là cái quá trình của anh như thế nào. Mặc dù đi thi đấu xong cũng chẳng post hình, cũng chẳng biết làm cái gì luôn, đi thi thì cũng im 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 vậy đó đúng không? Cho nên là cũng khá là nhiều bạn cũng kiểu như là tò mò. Thì nói như thế này, thì tức là thứ nhất á, là Tuấn Anh với em là kiểu là bên nhân viên y tế, cho nên là là Tuấn Anh cũng làm ở trong bệnh viện mà đó, cho nên là cái việc giống như kiểu như là ảnh đi thi đấu giống kiểu như là hồi năm 2018 thì khi mà thi đấu á thì ảnh được cái thẻ đó, được cái thẻ AFBB Pro á, thì nói chung là cũng gọi là sao ta, giống như kiểu may mắn á, giống kiểu như là mình đi lên mình đi thi xong rồi nó được, chứ cũng không có biết là cái thẻ đó nó là cái gì hết. Ban đầu cứ nghĩ nó là một cái giải của Cali tổ chức thôi đó. Thì mãi về sau cái ngồi em lướt 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 ở đâu á thì thấy trên cái bảng điểm của Mr. Olympia thấy có cái lá cờ của Việt Nam ghi là Trần Tuấn Anh. Đó thì em mới mới biết là từ lúc đó là cái thẻ đó nó đáng sợ như vậy. Thì lúc đó thì mình biết thì mình cũng post lên Facebook vậy á, nhưng mà bị một cái là ở Việt Nam mình á thì cái việc mà người ta đàm tiếu nó ra nó vô bị nhiều anh, kiểu giống như là vừa mới đi thi đấu xong thì nhiều người cũng vô chỉ trích là anh may rồi thế này thế kia, rồi người ta cũng soi mói nhiều cái á, thành thử ra em với Tuấn Anh cũng buồn, thành thử ra là cho nên là trong cái chặng đường của Tuấn Anh thi đấu cho đến bây giờ là ảnh cứ im 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 vậy á, là kiểu giống như là nói sao ta, kiểu giống như là sợ bị người ta soi mói, cho nên là cứ mấy năm gần đây đi thi đấu là cứ im 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 đi thi vậy đó. Rồi tới năm 2019 thì bắt đầu đi thi đấu Muscle Contest. Năm 2019 thì năm đó là gặp gặp với Long Gu đó, anh cũng biết mà đúng không? Thì lúc đó là Tuấn Anh đi học thạc sĩ, đi lên học thạc sĩ, cho nên là siết thì cũng chỉ có 7 tuần thôi, cho nên là lên thì chuẩn bị nó cũng không 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 có kỹ, thì mình cũng cố gắng thì mình siết thì cũng được giải nhì, nhưng mà lại tiếp tục đăng lên Facebook. Thì ở Việt Nam thì các bạn cũng lại vô chê vô kiểu bình luận theo kiểu nó hơi tiêu cực á, cho nên là cũng buồn, cho nên là thành thử ra hai anh em là cứ im im im. Em thì đi học, em thì cứ đi học và kiến thức ở bên nước ngoài, cứ đi học thêm vậy đó, rồi anh em cập nhật lên đó, rồi xong bắt đầu là cứ đi im im làm đi thi đấu. Thì nhỏ một cái là cái trong cái quá trình mà thi đấu á thì lại Tuấn Anh là nhân viên y tế mà thì trúng cái đợt dịch, cho nên là đang trong cái quá trình upsize lên á, thì hồi đó là 90 lên được 95 kg rồi, thì đi đi chống dịch một cái xong thì đâu có ăn uống được, thế là bị rớt xuống 74 kg luôn đó, là xuống xuống tới mức độ như vậy. Cho nên là đợt 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 rồi là Philippines là cũng không có tính đánh đâu, tại vì không ở cái trạng thái tốt nhất đó, mà Tuấn Anh còn bị Covid nữa, cho nên là đó bị dính cái
bị dính Tuấn Anh bị Covid rồi mà Tuấn Anh còn phải đi chống dịch nữa đó, cho nên là tụt tụt cân tụt ký rồi, nói chung là tinh thần rồi nó cũng không thoải mái, nên là vừa rồi Philippines là cũng tính hủy á, nhưng mà tại vì ở Đông Nam, tại vì bây giờ mà làm visa thì qua Nhật hoặc qua Hàn thì nó lại khó, cho nên là vừa rồi em cũng ngồi em động viên Tuấn Anh là thôi đi đi, tại vì bây giờ ở Việt Nam người ta cũng bàn tán nhiều á, cho nên là mình đi để mình giống kiểu mình show ra cái sự cố gắng của mình, chứ người ta cứ kêu mình là gặp may ăn hên rồi cái năm đánh với lăng gu thì cũng kêu là do chủ nhà cho nên là nó cho mày nhì các kiểu vậy, thì cũng buồn nha anh, kiểu giống như là mình cũng cố gắng mà, nhưng mà kiểu động viên thì không thấy nhiều, nhưng mà kiểu toxic thì nó lại nhiều hơn á Phía mình ấy, phía đó. mình thì mình rất là bất ngờ, thực sự mình rất là bất ngờ luôn. Nghe cái câu chuyện của Đạt kể, mình đảm bảo bản thân mình và tất cả những bạn sẽ xem kênh này sẽ rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ bởi cái hành trình của Tuấn Anh, là tại vì thực ra bản thân mình cũng theo dõi thể hình, cũng có thể nói là fan đi, khá là thường xuyên, mình cập nhật rất là nhiều, và mình thấy cái sự xuất hiện của Tuấn Anh đúng như là theo cái kiểu là không biết ông này từ đâu ra, không biết ông này từ đâu nhoi lên nó, và rất là nhiều người bất ngờ luôn. Rất là nhiều người bất ngờ và cũng không hình dung được là ở Việt Nam mà bây giờ này sẽ có một người mà thực sự là có thân hình ấn tượng như thế. Và nghe cái câu chuyện mà Đạt chia sẻ về chuyện là quá trình Tuấn Anh, mình cũng không có định đi theo con đường này, rồi mình cũng đi như thế, rồi mình giành một thành tích cao như thế, rồi mình gặp những vấn đề như thế, và mối quan trọng hơn mình rất là thấy ấn tượng đó là bản thân Tuấn Anh còn là một người mà làm bên ngành y và lại trải qua cái giai đoạn dịch cực khổ như thế. Cái này là mình phải muốn thông qua cái podcast này là để shout out cho Tuấn Anh. Nếu các bạn mà không có hiểu được một cái người ở Việt Nam ở trong cái ngành y mà cái mùa dịch ấy mà người ta phải trải qua những gì ấy, thì các bạn hoàn toàn là các bạn có thể nói là các bạn khá là trẻ con hay các bạn khá là trẻ trâu khi mà các bạn không hiểu được là một cái người như Tuấn Anh mà lại phải trải qua cái đoạn dịch như thế, nó khác với lại người bình thường rất rất là nhiều, và vẫn có thể tập luyện được, vẫn có thể giữ được một thân hình như thế. Mình nói thật bản thân mình vậy thôi, nhưng mà mùa dịch ấy mình cũng không có đóng góp nhiều ở bên phi y tế này kia thôi, nhưng mà mình đi được vài cái lần ấy mình cũng đã thấy rất là cực khổ rồi, rất rất là cực khổ rồi, Đúng mà rồi. bản thân Tuấn Anh lại làm được cái chuyện đó nữa, thì mình cũng muốn nhân cái podcast này để gọi là giúp cho mọi người ấy, hiểu được cái chặng đường của Tuấn Anh, hiểu được cái chặng đường của team, và để mọi người ủng hộ nhiều hơn. Mình thực sự mình cảm thấy rất là tiếc khi với một cái người như Tuấn Anh, với một cái mindset, một cái tính cách có thể nói là gần gũi bình dị như thế, dễ gần như thế, một con người mà có thể nói là một con người là gentleman đó, mà lại không được nhiều bạn ủng hộ, trong khi đó đáng lẽ ra các bạn xem ở nước ngoài ấy, với một cái IFBB Pro như thế, với những cái câu chuyện như thế, hoàn toàn có thể trở thành một cái người mà có thể nói là một cái người để cho rất là nhiều bạn trẻ Truyền yêu cảm thích hứng. hơn, truyền cảm hứng cho giới trẻ hơn. Thì mình muốn hỏi Đạt một câu ấy là cái điều gì khó, gọi là thao túng nhất hay khó khăn nhất trong cái chuyện là làm việc về chuyện là huấn luyện thi đấu, đặc biệt là khi làm việc với Tuấn Anh. Cái khó khăn nhất đó là địa lý anh. Cái địa lý tức là em không có ở gần Tuấn Anh được, nên là mỗi lần mà chỉ về kỹ thuật hay là đưa một cái giáo án mà để giải thích nó rất là khó, tại vì Tuấn Anh là 8X còn em là 9X rồi, nên là nó khác nhau ở giữa hai thế hệ ấy. Thực ra lúc mà nói chuyện thì cũng cũng khó khăn là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là Tuấn Anh ở ngoài quê, thành thử ra là những cái trang thiết bị nói thẳng là trang thiết bị tập luyện nó cũng không có được tốt, thành thử ra là em học rất là nhiều những cái giáo trình ở bên nước ngoài nhưng mà đưa cho Tuấn Anh thì lại không có sử dụng được, tại vì nó không có máy móc. Đúng rồi, bên ngoài đó nó cũng chỉ là máy đơn giản thô sơ thôi, cho nên là em muốn nói các bạn một điều là không phải cái nhất thiết là phải là một trang thiết bị máy móc tốt, không phải là một cái điều kiện tốt mà chúng ta vẫn có thể làm được, nếu như mà các bạn thật sự quyết tâm. Cho nên là thực sự Tuấn Anh là học viên của em nhưng em ngược lại em vẫn thần tượng Tuấn Anh về cái phong cách sống, về cái cách làm việc của anh rất là kỷ luật, rất là cố gắng, mặc dù đưa cho những cái giáo trình nhưng mà anh vẫn cố gắng là anh suy nghĩ ra những cái bài tập từ từ những cái máy móc nghèo nàn đó để được cái body ngày hôm nay, cái đó là cái rất là hay. Tại vì Tuấn Anh ở Thanh Hóa mà Thanh Hóa thì gym nó không có mạnh, không có ấy, cho nên là phòng tập nó thô sơ lắm, anh cứ tưởng tượng nó giống như là những cái phòng phủi của Việt Nam ngày xưa vậy đó. Cho nên là máy móc trang thiết bị nó thiếu, thành thử ra là có những cái nhóm cơ Tuấn Anh không có cải thiện được, ví dụ như anh thấy cái nhóm cơ ngực á,
là cái phần cơ ngực của Tuấn Anh nó rất là hẹp, là bởi vì nó bởi vì ngoài đó có mỗi cái máy Smith với máy Ben với dây cáp à. Thành thử ra muốn cho Tuấn Anh tập vô những cái máy, ví dụ như là mấy cái máy định dưới trên hay là trang thiết bị tốt như ở Sài Gòn thì nó lại không có. Mà những cái giáo án của các coach ở bên nước ngoài á thì người ta cho tập với máy rất là nhiều. Anh để ý đi, anh để ý mà thường là tụi bên nước ngoài tụi nó tập máy nhiều lắm. Chắc chắn rồi. Cho nên là đúng rồi, máy móc là một phần rất là cần thiết, nhưng mà Tuấn Anh lại không có cái đó. Mà khi em đưa giáo án thì Tuấn Anh lại sao? Tự chế theo cách của mình. Tức là nhìn nó giống như kiểu nó chế làm sao cho nó vô giống cái máy đó đó. Yeah. Nên là em thấy Tuấn Anh rất là hay cái đó. Đó là cái gì? Mình có cái gọi giống như là gọi là tự giác phải không ta? Gọi là cái gì ta? Gọi là tự chủ. Đúng rồi, tự chủ. Tự gọi là tự sáng tạo được á. Đó, đó là cái thứ nhất. Đó là cái thứ hai là về máy móc cũng khó khăn. Rồi cái thứ ba nữa là Tuấn Anh á thì là theo mảng kiến thức cũ. Còn em là theo mảng kiến thức mới. Khi mà cái cũ nó gặp cái mới á, để mà giải thích cho Tuấn Anh hiểu là cái mới nó tốt hơn cái cũ nó lại rất là khó. Nó giống như kiểu kinh doanh vậy á, anh có thể là xuất kho, nhập kho, bán hàng, anh có thể ghi trên giấy hoặc anh có thể làm Excel. Nhưng mà bây giờ thời đại mới rồi thì người ta không có dùng mấy cái đó nữa, người ta dùng kiosk, người ta dùng Sabo chẳng hạn vậy đi. Nhưng mà bản chất của cái việc mà sự viết tay á, hoặc là sử dụng Excel nó vẫn đúng. Anh công nhận không? Đúng. Vẫn sử dụng được, vẫn đúng. Nhưng mà bây giờ thời đại mới rồi thì người ta dùng cái kiosk Việt thì những cái kiến thức tập gym của em nó giống như là những cái mới vậy á, mà để giải thích cho Tuấn Anh hiểu là những cái mới đó mình cập nhật những cái mới cho ảnh á thì cũng rất là khó, tại vì mình ở xa mà. Mà ảnh thì cứ ở ngoài quê đó thì ảnh cứ nghe những cái kiến thức cũ đó, cái kiểu như là cái gì mà nó nói nhiều quá nó sẽ vô trong cái tiềm thức của mình á. Đó thế là hai anh em cãi nhau hoài à, kêu là anh ráng theo cái giáo án mới đi, cái anh mới này đi chẳng hạn như vậy đó, thì cứ phải liên tục nói Tuấn Anh để Tuấn Anh thì cứ nói nhiều thì mưa dầm thấm lâu thôi, nhưng mà nó mất thời gian. Đó cho nên là cũng tranh cãi nhiều đó. Rồi em á thì chưa có đi thi đấu cho nên là khi mà em xử lý nước á, em với Tuấn Anh cũng phải ngồi lại với nhau và cũng cãi nhau tiếp. Đó, thì một bên là xử lý theo kiểu mới, một bên là vẫn xử lý theo kiểu truyền thống của Việt Nam. Đó là hai người cứ cãi qua cãi lại, xong rồi chốt cuối cùng là thôi, năm nay tin em một lần đi. Thì đó, may mắn sao tự nhiên Philippines thì xử lý nó cũng tốt. Đó thì cái khó khăn nhất đó là khoảng cách ở địa lý, khoảng cách của hai thế hệ khác nhau nè. Đó. Rồi về gọi là máy móc trang thiết bị nó cũng không có. Nói chung là em thấy Tuấn Anh là kiểu giống như là không có đầy đủ điều kiện nhưng mà vẫn đạt được một cái body rất là tốt. Cái đó là em thấy rất là hay. Cái đó là bản thân mình ấy, mình cũng thấy rất là ấn tượng, là tại vì ấy, nói cho các bạn đang xem kênh có thể các bạn chưa hiểu được đâu, là để mà có một người mà chấp nhận một người trẻ hơn mình làm coach cho mình ấy, cái đó kể cả thế giới cũng khó nữa, chứ không chỉ Việt Nam, kể cả thế giới cũng khó nữa. Và nó có một cái chuyện nữa là ở trong cái điều kiện mà theo cái dạng đạt kể là Tuấn Anh thì chưa có đủ điều kiện về máy móc, và cũng có thể là chưa có đủ điều kiện để theo được cái môn này theo dạng là 100%, chưa có nhà tài trợ, chưa có nhiều ấy. Thì nói thật đấy, những cái đó là mình cần phải là càng được gọi là truyền cảm hứng hơn, hay là càng được gọi là các bạn trẻ phải hiểu được cái chuyện là những cái như thế nó mới làm nên cái thành công mà của Tuấn Anh nó càng tốt hơn, nó càng xứng đáng hơn nữa. Khi mình nghe lúc này mình thấy nó càng xứng đáng hơn là tại vì cái chuyện ở nước ngoài người ta là một thần tượng giới trẻ, người ta được đầu tư nhiều, người ta có cả một cái hệ thống để phục vụ từ máy móc, từ ăn uống, từ huấn luyện viên, người ta mới được như vậy. Rất là nhiều nguồn, nó là một đội ngũ đằng sau luôn. Mà đây Tuấn Anh chỉ có mình Tuấn Anh thôi, cũng có thể có sự ủng hộ bởi gia đình, bởi vợ của Tuấn Anh. Mình cũng biết là Tuấn Anh đã có vợ rồi, đã có gia đình rồi, và chỉ có làm việc online qua Đạt thôi, trong một cái điều kiện như thế mà đạt được những cái thành công như thế. Mình nói thật đấy, cái này không những là ở Việt Nam đâu mà kể cả ở thế giới cái chuyện đó cũng rất là hiếm.
Đó, mình thì xem giống như Classic Physics thì có Raymond Dino ấy, cũng một bạn tới từ Brazil. Bạn đó trước đó chỉ có là ăn duy nhất là chỉ có tiền mua trứng thôi. Đó, nhưng mà bạn vẫn đạt được cái thành công thì nó cho thấy là Tuấn Anh cũng có thể là trở thành một người mà mình nghe đây là mình cảm thấy rất, rất 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 là thích Tuấn Anh. Ngoài cái chuyện là có cái mindset mà rộng mở, chịu chào đón những kiến thức mới, cái đó không dễ đâu. Mặc dù cãi Đúng rồi, nhau là tại chắc vì chắn, mặc dù cãi nhau là chắc đúng chắn rồi. nhưng mà cái đó không dễ đâu. Đó. Đúng rồi. Thì như anh cũng làm về truyền thông đó, giống như anh làm cái về giải độc viên Việt đó. Anh làm cái đó anh biết mà, tức là sẽ có một số bộ phận nó sẽ nghe nhưng mà một số bộ phận người ta sẽ không nghe. Mà mình chỉ nói vậy thôi, ai tiếp thu được thì ok, còn không thì thôi, thì tất nhiên là xã hội này nó luôn luôn là đào thải mà. Bạn không cập nhật lên, bạn không làm lên thì bạn sẽ vẫn đứng đứng ở đó, vẫn dừng ở đó. Đó, mà những cái kiến thức ngày xưa á, không biết là nó cái trong cái ghi mà này nó không có đúng mà nó cũng không đúng hẳn, mà nó sai mà nó cũng không không sai hẳn, cho nên là nó khó lắm. Ở đây là Tuấn Anh kêu những cái kiến thức cũ á, nó là đúng thì nó đúng thiệt, em không có nói nó sai, nhưng mà bây giờ anh muốn đi ngang đi xa thì anh phải cập nhật những cái kiến thức mới này thì nó mới ok được. Ngay cả chia sẻ thật với anh về cái việc mà chơi hàng đi, giống như kiểu Tuấn giống như kiểu như ở Việt Nam mình là chơi hàng rất là nặng. Em nói thật, em thẳng luôn là Việt Nam mình chơi hàng không có thua cái nước nào hết Đúng rồi. đó. Đó cho nên là em cũng phải ngồi kêu là kệ họ, em nghiên cứu, em học, em set up ra chừng này là nó chừng này, đừng 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 có cố gắng nghe theo những gì mà người khác nói, người ta đi đồn, cứ đúng cái kiến thức của mình tìm hiểu ra thôi rồi mình áp dụng cho mình, là cái đó là cái tốt nhất đó. Xong rồi cũng cãi nhau cái ví dụ đi hàng luôn, nhưng mà nói hồi em thì mà Tuấn Anh thì kiểu giống như cũng nóng tính á. Em thì bình thường, mỗi cứ mỗi lần ổng mà nóng lên là em lại phải ghim lại, em phải giải thích, em phải đưa tài liệu đó, anh ráng đọc đi, em ráng đọc đi đó, rồi cứ từ từ bây giờ là ok hết rồi. Bây giờ là năm sau là mục tiêu, nói chung là anh em nói chung là cũng tin tưởng nhau là cũng cũng ấy rồi, tại vì cũng khó, giống anh nói á, em thì nhỏ tuổi mà em thì cũng chưa thi đấu bao giờ, em chỉ là học về lý thuyết thôi. Bản thân em khi mà xử lý nước hay như thế nào em vẫn hỏi Tuấn Anh, anh thấy trong người sao, thậm chí cái lúc mà cân cân cơm để mà úp cát đồ này nọ đó em cũng phải kêu là anh thấy trong người người mình như thế nào rồi đó, vẫn phải hỏi kinh nghiệm của anh, chứ mình cũng không có bảo thủ là anh phải nghe hết 100% em, hai anh em vẫn phải ngồi trao đổi với nhau Thì đó. mình cũng thông qua cái chuyện này mình cũng nói cho các bạn biết là cái chuyện coaching, cái chuyện huấn luyện ấy là làm việc với nhau nó rất là khác so Đúng với lại rồi, những phải cái môn thiệt với khác, tức nhau. là làm việc với nhau, hợp tác với nhau đó, nó giống như là một cái mối lương duyên để làm việc với nhau chứ nó không phải theo kiểu là dạy dỗ theo kiểu là sư phạm ở trường học, nó không phải dạng như thế. Và một cái mà Đạt đề cập là mình rất là thích mà mình cũng muốn truyền tải các bạn là các bạn phải hiểu rằng là không phải là thời ngày xưa hay thời Ác Nôn là người ta chơi đồ là không gọi là ít hơn bây giờ đâu. Tức là ngày xưa người ta chưa biết, người ta còn chơi nhiều hơn. Thì ở Việt Nam cũng Đúng ở rồi, trong đúng tình rồi. trạng đó, là tại vì khi mà có kiến thức ấy, kiến thức về đồ hàng sinh ra không phải là để mày dùng được nhiều đồ hơn, hay là mày mua được nhiều đồ hơn, hay là mày biết được nhiều đồ hơn, mà để sử dụng là có được lợi ích nhiều nhất mà phải sử dụng ít nhất. Thì cái đó là cái mà những cái về phần coaching là cái thế hệ mới này nó tại sao nó tạo ra những cái con quái vật ở thế giới, tạo ra rất là nhiều con quái vật cơ bắp ấy, không phải là do người ta có nhiều đồ hàng hơn hay nhiều tiền để chơi đồ hơn đâu, mà người ta có nhiều kiến thức hơn để tạo ra cái Đúng hiệu rồi, quả lớn hơn. Thì cái này là cái mà mình muốn chia sẻ cho các bạn xem kênh. gọi là cái code của em bên nước ngoài ông nói một cái câu rất là hay, là khi mày sử dụng đồ á mày hãy sử dụng với liều lượng tối thiểu nhưng mà tác dụng của nó phải làm sao được tối đa, tức là cùng một cái lượng thuốc nhỏ đó nhưng mà mình thêm một cái số loại thuốc khác đi kèm hay như thế nào đó, dinh dưỡng với tập luyện sử dụng trong giai đoạn nào để nó tối ưu nhất, lúc đó nó sẽ ấy, chứ không phải là mình cứ găm hết hết đồ vô người, găm càng nhiều càng tốt. Không có, cơ thể con người mình nó cũng khô lắm, cái gì nó không sử dụng tới là nó tự động nó đào thải à, dạng như vậy đó. Cho nên ở Việt Nam thì cứ đâm nhiều thì Tuấn Anh cứ kêu má thằng này đâm nhiều vậy má, tao mày cho tao đi dạy có đủ để lên sàn không, thì đó thì lại cứ kêu là anh tin em đi, em đã nghiên cứu rồi mà thậm chí là em cũng học code ở bên nước ngoài rồi, cho nên là cứ tin đi đó. Cho nên là mặc dù Tuấn Anh là 33 tuổi rồi nhưng mà so với body của thế hệ trẻ bây giờ cũng đâu có thua ai đâu anh. Đúng rồi. Mà trong khi đó là dịch 2 năm là
bị ảnh hưởng bởi dịch là không có tập được nhiều á. Thì Đó. cũng nhân cái Cho chuyện nên dịch thì mình cũng muốn hỏi Đạt một chút xíu là cái cảm giác của team Đạt và Tuấn Anh khi mà nghe thấy Muscle Contest ở Việt Nam bị hủy là như thế nào? Mình có dự định đánh giải đó không và nó có ảnh hưởng tới cái kế hoạch của mình không? thì Muscle Contest của Việt Nam đợt đầu á là men pro bikini chứ không phải là men physique, cho nên là Tuấn Anh cũng không có đánh được anh. Cho nên là cái dạng của Tuấn Anh là phải như là của đi Philippines nè, Hàn Quốc nè, Nhật Bản nè. Thì nói chung là nhân viên y tế thì lương cũng không có nhiều tiền. Lương của Tuấn Anh thì có 7-8 triệu một tháng à. Thì đi những cái nước như Nhật, Hàn thì nó lại không không nói thẳng là không có đủ kinh tế. Thì may sao đó, thì Philippines nó lại có Muscle Contest mà nó ở hạng mục Pro Men Physique. Ban đầu là không tính đánh đâu, tại vì dịch á anh, cái trạng thái cái cơ thể nó không được tốt mà cái tinh thần nó cũng không có được tốt nữa. Thì em cứ vận động viên Tuấn Anh là thôi anh giờ anh chìm quá rồi. Đánh từ năm 2019 là 3 năm rồi không có ấy, bị chìm quá. Thôi thì cứ đi đi thử một giải này đi, tại vì đi Philippines cũng rẻ anh, tại vì hồi đó đợt đó em đi mỗi người có 10 triệu à. Cả vé máy bay cả tiền ăn ở đâu đó có 10 triệu thôi thì cũng rẻ, thôi anh em xách đít đi. Thì đi thì cũng trong tinh thần là đi trong im lặng mà, chứ cũng đâu có bóp gì đâu, chứ không có hô hào gì hết. Thì mình đam mê á, mình thích coi thử, mình ra cái đấu trường đó mình coi thử mình tới đâu. Thì đi thi thì may mắn sao rồi cũng được gọi là được nhì, mặc dù cũng buồn cũng hơi tiếc, nhưng mà cái đó cũng là một cái để cho mình năm sau mình biết được rằng là à mình có khả năng đó, năm sau cứ cố gắng đi, chắc là một một lúc nào đó cũng sẽ được thôi. Thì định đi để mình biết là cái tinh thần của mình nó như vậy đó. Nhưng mà bản thân em là một người coach ấy, thì khi mà em theo dõi cái Muscle Contest ở Philippines vừa rồi ấy, thì cái cảm giác của em trong lúc gọi là em xem rồi cảm giác sau đó thì em cảm thấy là em có cảm giác như thế nào về cái kết quả, hay là nó nảy ra trong đầu em những cái ý tưởng gì, hay những cái cảm xúc gì, hay kể cả là những cái bức xúc gì mà khi em xem cái show đó, là tại vì bản thân anh ấy thì anh xem show đó thực sự nếu mà ở Việt Nam anh nghĩ là Tuấn Anh sẽ thắng. Nếu ở Việt Nam anh nghĩ Tuấn Anh sẽ thắng là tại vì cũng 1-9 1-10 thôi. Tại vì nếu như mà anh coi kỹ á, thì Tuấn Anh ở khúc cuối là vô cái ô giữa rồi. Thông thường trong lịch sử gọi là tất cả những cái nào mà khi mà anh vô cái ô ở giữa là được quyền đi Mr. Olympia. Mà thực sự cái lúc mà em đi xuống dưới á, thì cái này thì không biết là hồi hôm đó livestream có mấy bạn có để ý không, là có cái câu của bạn Ken á, Ken Bon Hoa biết bạn không, Biết biết. thì bạn đó bạn chạy tới chúc mừng Tuấn Anh là mày được đi Mr. O rồi đó, là được vô ô giữa rồi. Mình cũng Nhưng nghĩ mà như đến vậy. cái lần nhưng mà khi mà đến cái lần sao đỏ thứ hai á, thì nó có hai lần sao đỏ, rồi đến cái lần sao đỏ thứ hai thì không hiểu sao thì được nhì, không hiểu sao thì lại tụt mất, thì cũng cũng hơi cay cú cũng hơi ấy. Nhưng mà cái cay cú nhất là nếu như là để cho mình nhì á, thì đừng có cho mình vô ô giữa, tại vì lúc đó vô ô giữa là mình cũng đinh đinh trong đầu là chắc được đi rồi, chắc được đi rồi. Cho nên là khi mà tự nhiên đặt mình ra số 2 thì kiểu em với Tuấn Anh cũng hơi thất vọng. Lúc đó là lúc Tuấn Anh xuống đâu dám ôm ảnh đâu, ôm là nhiều khi hai đứa khóc luôn. Cho nên là hai đứa mặt hầm 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 đi vô thôi, không không tính ra ôm á, mà ôm thì chắc chắn là khóc. Cho nên là chẳng thà để cho mình nhì từ đầu, chứ đừng có để cho mình nhấp, đừng có để cho mình vô ô giữa, để mình có cái mong là mình đi được rồi, mình giúp Việt Nam đi Mr. O được rồi, thì lúc xuống là thôi là thôi luôn đó. Mình thì mình rất là Cũng buồn. rất là tiếc cho Tuấn Anh ấy. Mình rất rất là tiếc ấy. Xem những cái lúc đó thôi là mình xem mà mình cũng làm cái video để gọi là phân tích để cho các bạn xem rồi hiểu rồi ấy. Thì thực sự là với lại cái điều kiện của Tuấn Anh ấy, nếu mà có cái sự ủng hộ của các bạn thực sự luôn, nếu có sự ủng hộ các bạn fan, nếu có sự ủng hộ của cộng đồng mà fitness, cộng đồng bodybuilding Việt Nam ấy, mình tin chắc rằng là Tuấn Anh sẽ có thể nói là
đạt được cái thành công lớn hơn, mình đảm bảo luôn. Là tại vì Tuấn Anh thì có một cái điểm này thì cũng là cái điểm mình thích, nhưng mà đôi khi trong thi đấu ấy, đối với mình ấy, mình cảm thấy là Tuấn Anh hơi hiền ấy, thì không biết là ở về phía Đạt ấy là Đạt có truyền tải cho Tuấn Anh cái chuyện này không? Là tại vì thực ra thi đấu thì đôi khi nó lại phải hơi hơi kiểu là hơi 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 ngầu, hơi gân một chút xíu, hơi kiểu là thể hiện chút xíu, là tại vì dù sao cái môn này cũng là cái môn mà trình diễn mà thể hiện ấy. Đó. Thì Đạt Đạt có ý nghĩ như thế nào, hay là Đạt có nói chuyện với Tuấn Anh về cái chuyện này không? Cái đó thì khó, tại vì tính nết của con người nó là do môi trường. Tuấn Anh thì làm trong môi trường nhà nước, mà anh biết làm trong nhà nước thì anh biết rồi, thường đa phần ai mà làm nhà nước kiểu tính người ta cũng, mà đặc biệt là làm y nữa, như bố em cũng là bác sĩ nè, thực sự em từ bé tới lớn em cũng đâu có chia sẻ nhiều cho bố em đâu, tại vì kiểu giống như những người học y người ta cọc cằn mà người ta ít nói lắm, người ta không có bày tỏ cảm xúc nhiều. Cái đó là do nghề của họ thôi, tại vì anh bệnh nhân thì đâu phải mình bày, ví dụ người ta bị bệnh mình đâu có thể bày tỏ cảm xúc được, thì mình cũng chỉ giữ im một cảm xúc thôi, lúc nào cũng đơ vậy á. Thành thử ra là môi trường nó tạo con người, cho nên thành thử ra Tuấn Anh không 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 giữ được bản chất. Em kêu là ủa em đi thi đấu về em bóc hình đi để mà lấy tương tác, rồi coi thử bán quần áo hay là cái gì kiếm thêm thu nhập, chẳng bóp cũng chẳng làm gì luôn. Em cho nên là thành thử ra mình nói thì mình cũng nói rồi, nhưng mà cái tính nó đi sâu quá vô trong ảnh rồi ấy, hiền mà không nói năng không gì hết, cứ vậy ấy, nên là cũng khó. Nhưng mà thực sự là bản thân mình là mình cũng cũng gọi là có thể thông qua những cái podcast này, mà thậm chí nếu mà Tuấn Anh mà cảm thấy là sẵn sàng, hay là Đạt cảm thấy sẵn sàng, thì mình rất là muốn nó là Tuấn Anh chịu khó xuất hiện nhiều hơn, sao đao nhiều hơn, nó cũng gọi là mang lại cảm hứng cho người khác nhiều hơn, và thực ra nó cũng sẽ thực sự là sẽ đẩy sự nghiệp lên một cái bước mới hơn, để cho người ta thấy là tại vì bản thân IFBB Pro hay là bản thân tổ chức IFBB hay là tất cả các tổ chức liên đoàn, thì người ta đều muốn thấy những cái ngôi sao, đều muốn thấy những cái người đứng đầu những cái thị trường, hay là có thể là gọi là làm được nhiều hơn hay đóng góp nhiều hơn. Thì đối với mình ấy là Tuấn Anh là một người mà có tính cách như vậy thì rất là đáng quý. Tuy nhiên ở trong cái thời đại online này, thời đại này thì mình cảm thấy là nó là một cái gọi là cái câu chuyện mà khá là phổ biến ở trong cái gọi là fitness online Việt Nam, là tại vì những người làm thật, những người mà gọi là kiên trì thật ấy, những người quyết tâm thật ấy, thì họ lại ít thể hiện để cho những cái những cái mà những cái người mà gọi là chỉ gọi là lùa gà, hay những cái người thành phần gọi là giải trí này kia, thì nó lại nổi trội lên. Và bản thân mình cảm thấy cái chuyện đó là như mình cảm thấy không có xứng đáng lắm. Những người như Tuấn Anh hoàn toàn là có thể gọi là bước lên, gọi là mainstream, bước lên gọi là trào lưu chính, để có thể dẫn dắt và mang lại rất là nhiều cảm hứng. Là tại vì rất là nhiều bạn cũng hỏi ở cái kênh của Vincent, anh ơi anh làm về Tuấn Anh đi, anh ơi anh có biết cách nào để làm về Tuấn Anh không, anh có biết thông tin gì không? Mà bản thân mình cũng không biết, thấy Instagram thì cũng không có post hình, rồi thấy trên Facebook không có đăng gì, mình thấy rất là tiếc ấy. Thì theo Đạt ấy là cái chuyện mà Tuấn Anh lựa chọn theo thể hình, hay là Tuấn Anh có chia sẻ gì về phía Đạt là cái chuyện lựa chọn theo thể hình, thì bản thân Đạt và Tuấn Anh thì mong muốn là trong cái thời gian sắp tới ấy, thì mình sẽ có một cái chiến lược như thế nào, hay mọi người có một cái cách tiếp cận như thế nào trong cái việc là xây dựng một cái hình thể, hay là một cái sự nghiệp thi đấu cho Tuấn Anh có thể nói là phát triển hơn. Thì em với Tuấn Anh cũng tính đó, là Tuấn Anh chắc là nghĩ làm bên y tế. Tại vì càng làm không hiểu sao lương nó lại càng thấp. Bên nhà nước là sao? Mình làm càng lâu lương càng cao, và không hiểu sao chỗ bệnh viện của ảnh bữa nay bị giảm lương rồi, không hiểu sao ấy. Nói chung là mấy cái vấn đề trong nhà nước nó cũng rắc rối anh. Nên đây chia sẻ cũng khó. Thì đó, lương thì càng ngày càng giảm. Cho nên là Tuấn Anh cũng tính vô Sài Gòn làm. Vô Sài Gòn làm, mình làm một cái gì đó, mình cứ vô thì mình mới biết được là mình làm cái gì. Thì chắc là làm, thì chắc là em với Tuấn Anh sắp tới chắc cũng sẽ làm hình ảnh đó. Cũng sẽ làm vlog, làm podcast, hay là làm chia sẻ về những cái linh tinh vậy đó. Nói chung là về thể hình cho các bạn cho các bạn xem. Các bạn tại Việt Nam á, các bạn tại Việt Nam rất là khát nội dung, mà nội dung theo dạng là raw real, những cái nội dung mà đúng cái chất ấy, nó không cần phải quá cầu kỳ, quá hoa mỹ gì đâu. Nhưng mà thực sự các bạn ở Việt Nam lại rất là thiếu những cái nội dung theo dạng đúng chất, là một người pro
Tại vì Tuấn Anh là pro rồi, một cái người pro chia sẻ đúng cái cuộc sống của một người pro hay là những cái thứ rất là thật về thể hình ấy, thì thực sự là ở Việt Nam chưa có. Việt Nam thì có idol rất là nhiều, có idol theo dạng là body đẹp, fitness này kia rất là nhiều, nhưng mà idol theo dạng FBB pro và làm những cái phần nội dung mà theo cái dạng là truyền cảm hứng, theo cái dạng giống như là em mà xem như là Jeremy Bundia đi. Là tại sao làm nội dung ấy nó không cần phải cầu kỳ quá phức tạp đâu, nhưng mà nhìn nó rất là cảm hứng, và anh tin chắc rằng là như Tuấn Anh làm là hoàn toàn có thể là làm, mà thậm chí còn làm tốt hơn, là tại vì ở Việt Nam chưa có nhiều người như Tuấn Anh đâu, và đặc biệt với cái cá tính của Tuấn Anh nữa thì chắc chắn là các bạn sẽ rất rất là yêu thích. Cái mục tiêu của em ban đầu cho Tuấn Anh đi Philippines là để đẩy mạnh phong trào, thì Việt Nam mình nó họ các bạn trẻ vẫn đang rén, khá là rén. Cho nên vừa rồi em có một cái bạn có 20 tuổi đó, có một cái bạn 20 tuổi à, vẫn đi thi. Vẫn đi thi quốc tế. Để mình nói ở đây là gì, các bạn cứ đi thi đi, không phải là trẻ mà thì làm sao mà có kết quả nhanh được. Nhưng mà mình quan trọng là mình đến với cái môi trường đó, mình cảm giác mình sống trong cái môi trường đó, tự nhiên là mình về mình sẽ biết mình làm gì. Anh công nhận không, ví dụ đúng em rồi. Đi Philippines này, em thấy vô nhiều người Trung Quốc, cái hôm đó là một số người Trung Quốc tưởng Tuấn Anh là đồng bào của họ, họ đang nói tiếng Trung luôn mà không có hiểu. Thì đến khi họ nói cái tiếng nước ngoài là where you from, em rất tự hào em kêu I'm from Việt Nam. Đúng rồi. Cái đó là một cái rất là vui. Cả cái lúc đó thì em không có quay lại được, nhưng mà hôm đó là ở có những cái nước như Ba Lai, Hồng Kông, Trung Quốc rồi này nọ, người ta qua người ta thi đó, thì người ta nhìn Tuấn Anh, người ta cứ tưởng là người của nước mình. Xong người ta ra xin chụp hình, xong rồi đó. Tức là sau khi mà mình đi thi đấu được vậy, cảm giác như có nhiều người ta quan tâm tới mình, rồi đi gặp được người này người kia, bạn bè này nọ, các kiểu nó vui. Bản thân em đi thi đấu hay làm cái gì nó cũng phải vui, chứ không phải chăm chăm vô cái thẻ, không phải chăm chăm vô cái thành tích. Nó cũng không có chuyện. Em thấy các bạn ở Việt Nam là ở đi thi là áp lực là phải có thành tích, mày phải có thành tích thì mày mới làm được hình ảnh. Nhưng mà anh để ý các idol nước ngoài, người ta không cần thành tích, nhưng mà người ta vẫn gọi là truyền cảm hứng được cho rất là nhiều người. Ở Việt Nam là suy nghĩ lối mòn là phải có thành tích, khi mà mình có huy chương thì mày mới có khách, là mày mới có này có kia. Nếu mà các bạn tập trung vào thành tích ấy, là các bạn sẽ không truyền cảm hứng được cho nhiều người đâu. Tại vì thành tích không phải ai cũng nhất được, dù sao nó cũng là một cuộc thi, phải có người thắng người thua. Nhưng cái chuyện mình đam mê, cái chuyện mình kiên trì, mới lại cái chuyện quan trọng nhất là cái lifestyle của mình. Chứ nếu mà nói về thành tích thì giống như Đạt đâu có thi đấu đâu, hay giống như Vincent cũng đâu phải người thi đấu đâu. Nhưng mình vẫn truyền được cái cảm hứng, mình vẫn truyền được cái kiến thức đó, và mình vẫn mang lại được những cái giá trị để cho họ cảm thấy là cái cuộc sống này nó đỡ nhàm chán, đơn giản như vậy thôi. Tại sao mà Đạt mà có cái hướng là làm cho Tuấn Anh theo cái hướng mà theo cái dạng hơi giải trí, hơi vui, thực ra cái đó rất là thích, là tại vì giới trẻ bây giờ thì người ta cũng quan tâm tới những cái người mà làm sao mà tạo cảm hứng nhiều hơn. Thực ra cái kênh này thì mình làm về nhiều về kiến thức ấy, là mình hướng tới cái giới hơi già hơn chút xíu, thích xem theo dạng kiến thức chút xíu. Còn các bạn trẻ thì các bạn vẫn cần là những cái người mà theo dạng đúng là idol, theo dạng là truyền cảm hứng, để người ta đến với cái bộ môn của mình nhiều hơn. Em muốn là người ta đi thi đấu và người ta tập luyện vui vẻ hơn. Các bạn Việt Nam bây giờ đi thi đấu là chạy theo thành tích nhiều, em để ý rồi. Chạy theo thành tích nhiều cho nên là họ áp lực lắm. Nhiều người nợ tiền để chơi hàng đâm đồ hoặc là như thế này như thế kia, các thứ nữa. Cái này là có. Tại vì em ở trong cái giới ngầm mà em biết mà. Nhiều người vay tiền rồi nhiều người phải làm sao đó đạt được thành tích. Đó, tự nhiên mình làm nô lệ cho cái đam mê của mình. Thấy nó vô lý không? Đam mê nó phải vui vẻ. Đam mê nó phải là giống Tuấn Anh đó. Ảnh không có cần biết lên thi đấu như thế nào. Đi tập, ăn uống, ngủ nghỉ, lên thi thôi. Thi nghĩ vui vẻ, không có cần phải so sánh với ai. Mặc dù ở Việt Nam vừa rồi anh thấy thi không? Người ta cũng so sánh, người ta cũng bàn luận, người ta cũng nói này nói kia, người ta cũng chê. Cho nên là Tuấn Anh sợ mỗi lần mà mình cứ post lên trang cá nhân hay là làm hình ảnh gì đó là Tuấn Anh bị cái áp lực, là sợ bị chê ấy. Không phải ai cũng chịu cái áp lực đó. Nhưng em thì em chịu được, ai chửi em hay ai nói em thì em cũng mặc kệ, ai bóc phốt em hay em nói gì em cũng không quan tâm. Thì cái đó là tính của mỗi người. Nhưng mà tính của Tuấn Anh thì không có chịu được những cái áp lực, những cái lời nói. Thành thử ra là Tuấn Anh không có dám sâu, không có dám đăng hình lên nhiều á. Cũng không có dám chia sẻ luôn, tại vì sợ đi. Tại vì xã hội giờ cho 4.0 mà anh, kiểu giống như là ngôn từ bây giờ nó
nó không cần làm vũ khí nhưng mà nó cũng gây sát thương, nó cũng gây cái sát thương trong lòng đó. Thành thử ra Tuấn Anh không có chịu được cái cảm giác đó, cho nên là ổng cứ im im vậy đó. Một cái người như Tuấn Anh ấy thì theo cái dạng là có thể là hơi truyền thống, nó do cái hoàn cảnh công việc cũng như là do cái môi trường bản thân Tuấn Anh, có thể là trước đó là cũng cũng không có xác định là theo thể hình mà mình chỉ nghĩ nó là một cái đam mê thôi. Nhưng mà thực sự ở cái thế giới này thì mình phải chấp nhận một cái chuyện nó bao giờ nó cũng có hai mặt. Và thực ra mình lên nhìn tới cái mặt tích cực, cũng có rất là nhiều thằng nó sẽ chê mình, nhưng đồng thời cũng có rất là nhiều người, người ta được mình truyền cảm hứng, người ta yêu quý mình, người ta ủng hộ. Và trên online thực sự ấy, như cái kênh của mình đi, bị chửi suốt à, bị gọi là combat, bị này kia, bị chửi suốt là, nhưng mà mình không bao giờ mình cảm thấy là những cái người chửi mình hay cãi nhau mình nó làm được cái gì mình cả, mà nó trở thành cái vấn đề gì cả. Mình hoàn toàn không quan tâm, mình chỉ quan tâm tới những cái người nào mà ủng hộ mình thôi, những cái người mà họ cảm thấy là cái kênh này nó có giá trị với họ thôi. Và mình tin chắc rằng nếu mà Tuấn Anh mà thay đổi được cái mindset đó, hay là Đạt và Tuấn Anh ngồi lại với nhau, hay là thậm chí là có thể Cần, thì mình là một người mà mình cũng rất là hay thích ngồi với anh em để chia sẻ, thì không cần phải để ý tới những cái tiêu cực đó. Nó cũng chỉ là một cái comment thôi, nó cũng chỉ là một cái cá nhân, một cái nick nào đó ở trong cuộc sống, có họ lên trên mạng thì họ thể hiện, họ gọi là xả stress, họ là chửi mình hay là gì đó, thì mình cũng là một cái người mà mình để cho họ chửi thì mình cũng có lợi mà. Thực sự ấy, những cái người mà không biết là Đạt có xem giống như là Rich Piana ấy, là chia sẻ một một cái phần mà mình rất là thích, tức là những cái thằng nó ghét mình ấy, những cái thằng hater trên mạng ấy, thực ra là những cái thằng mang lại nhiều lợi ích cho mình nhất, là tại vì bọn nó siêng nhất, là tại vì bọn nó nhiều ý kiến nhất, là tại vì bọn nó chuyên soi nhất. Thực ra ấy, nó sẽ giúp cho mình, nếu mà bạn hiểu về làm nội dung trên online, thực ra những cái người đó lại còn giúp ích mình nhiều hơn. Còn có rất là nhiều người, người ta thích mình nhưng người ta vào người ta chỉ like cái xong người ta đi thôi. Đó, người ta vào like cái người ta đi thôi. Còn những cái người mà hater thực sự ấy, mình còn mong muốn nhiều người ghét mình hơn, nhiều người ghét mà thể hiện mình hơn ấy, là tại vì bao giờ cái người ghét và cái người yêu bạn bao giờ nó cũng bằng nhau. Bao giờ nó cũng bằng nhau. Bao giờ cũng bằng nhau, quan trọng là mình hướng tới những cái tích cực thôi. Và không thể nào mà theo cái dạng như Tuấn Anh mà lại có mang một cái gì tiêu cực ở mình. Chắc chắn với một cái người như thế, một cái đam mê như thế và một cái tính cách như thế, thì hoàn toàn là mình chỉ tập trung vào cái chuyện tích cực thôi. Và chắc chắn là như người Tuấn Anh mà lên online, chắc chắn rất là nhiều bạn trẻ cũng sẽ hâm mộ, mình đảm bảo luôn. Và cũng sẽ có rất là nhiều người, kể cả là như Vincent, chắc chắn là sẽ ủng hộ. Nhưng mà Tuấn Anh làm cái nội dung nhiều hơn, làm YouTube nhiều hơn, làm chia sẻ nhiều hơn ấy, mình chắc chắn là các bạn sẽ ủng hộ rất là nhiều. Còn có thể là do bản thân Tuấn Anh chưa quen với cái thế giới online, có chưa thể nói là quen độc chưa ác này quen thôi, nên là mới có chút xíu nên thấy người này người kia nói thì bị ảnh hưởng thôi. Và cũng là cái chuyện thi đấu thì cái phần tâm lý nó cũng sẽ có những lúc lên xuống, tùy theo cái cycle của mình, tùy theo cái chặng của mình đang trải qua thì nó cũng dễ bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái đó là cái mình phải làm, và cái đó thực ra mình nghĩ nó sẽ tốt cho cái sự nghiệp thi đấu của Tuấn Anh, cũng như là tốt cho rất là nhiều thứ. Bao nhiêu lâu nữa thì Tuấn Anh có thể chính thức gọi là đặt chân lên sàn đấu Mr. Olympia, và team thì đã có chiến lược như thế nào, kể cả là về mặt, mình cũng phải nói thẳng là kể cả về mặt kiếm tiền, tại vì đi cũng tốn kém mà, thì team có chiến lược như thế nào về chuyện này. Và mình hy vọng rằng là cái gọi là cái thời gian sớm nhất mà cái chuyện này xảy ra thì Đạt có thể đưa ra những cái ý kiến hay những cái dự đoán của mình không? thực sự nếu như mà đi dễ nhất bây giờ ấy, là trong thời điểm này nha, tức là trong khu vực Đông Nam Á và châu Á bây giờ là những cái người mà mạnh á, ví dụ như Tevin Teo này, TT này, rồi Soven rồi đó, là những cái người mà người ta mạnh á, là người ta lên hết Mr. O rồi. Thì em với Tuấn Anh cũng đi tính qua Taiwan để đánh, thì ở bên Taiwan á cũng có một cái cũng có một dạng IBB Pro Men Men Physique. Nhưng mà xui một cái là khi mà vừa mới gửi visa, xin visa đi cái nước đó đó, thì nó kêu là bên nước đó đang bất ổn chính trị, Trung Quốc với Taiwan thì nó đang đang kiểu không biết là chiến tranh hay cái gì, nhưng mà kiểu bên nước đó đang bất ổn chính trị cho nên là nó không có nhận visa đó, thì thế là không có đi được. Cho nên nếu như mà nhiều khi em nghĩ á, mà đi được Taiwan thì cũng sẽ có khả năng đi Mr. O, tại vì những cái người mạnh của cái khu vực châu Á và Đông Nam Á bây giờ họ đi lên, họ họ đi hết rồi. Lâm Gu cũng đi rồi, Đúng rồi. TT cũng đi rồi, Tedentel này, Joven, anh để ý những cái người của ở Hàn Quốc á, người ta đi hết trơn rồi. Cho nên thành thử ra bây giờ còn có vài người IBB Pro ở thế hệ trước, thì em nghĩ nếu như mà Taiwan nó tổ chức thì cái tỷ lệ đi nó rất là cao. Còn ví dụ năm sau thì refresh lại thì lại phải đánh lại để đi kiếm vé Mr. Yeah. O, thì lại phải cạnh tranh với những cái con cái những cái người mạnh đó, thì khả năng là nó cũng khó.
Nên thành thử ra mục tiêu của em với Tuấn Anh bây giờ là khi mà Tuấn Anh vô đây thì thứ nhất là máy móc trang thiết bị nó tốt hơn, thì mình sẽ cố gắng khắc phục được cái điểm yếu. Tại vì máy móc nó, em nghĩ là nó cũng quan trọng nên là một là để cải thiện cái phần ngực với lại phần lưng dưới của Tuấn Anh nhìn cho nó đầy hơn á đó. Thì một phần nữa là vô Sài Gòn thì mình sẽ máy móc trang thiết bị tốt hơn, với lại khi mà ở gần em hơn á, tại vì anh biết truyền truyền tải một cái kiến thức á, cái nói trực tiếp như thế này nó sẽ dễ để người ta hiểu hơn là mình ghi ghi À, tin đúng nhắn của rồi. người ta. Đúng rồi. Thì cái khi mà Tuấn Anh vô đây thì nó sẽ dễ làm việc hơn về cái việc truyền tải kiến thức mới cho anh. Còn cứ ở ngoài kia cứ nhắn tin không, mà nhiều khi nhắn tin hai anh em chọc quá, đâu có đọc tin nhắn của nhau đâu. Đó thì nó lại khó. Thế cho nên là em cũng xác định là năm sau thì về cái phần kiếm tiền thì em cũng có bán quần áo, rồi cũng sắp sửa làm công ty sụp khoản bổ sung rồi đó. Thì em sẽ cố gắng tài trợ cho Tuấn Anh 100%, cố gắng là tài trợ được tới đâu tài trợ. Tại vì 5 năm trước em cũng từng đi gãy bẩn á, là em cũng gãy là em muốn đưa người Việt Nam đi Mr. Olympia. Và đến mấy mặc dù ngày xưa có rất là nhiều những cái anh vận động viên trong giới, người ta cười em, người ta cũng chỉ trích, người ta cười kêu thằng này láo, thằng này xạo lờ, thằng này kiểu giống như là chém gió hay là cái gì á, nhưng mà em không quan tâm. Em đã đi được tới đây rồi là em sẽ cố gắng làm sao để, thứ nhất là gì, tạo ra một cái phong trào cho các bạn trẻ là các bạn cứ ra đi thi đấu nước ngoài đi. Em nghĩ 1-2 năm nữa là AFBB Pro đầy à. Đó, mình phải tạo ra được một cái tinh thần cho người Việt Nam mình là gì? Người Việt Nam mình á, lên sàn thi đấu không có thua nước nào hết á, Đúng lên rồi. chơi đi tụi em. Đó là tạo ra một cái cộng đồng, muốn các bạn là muốn cho các bạn ra biển lớn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em sẽ cố gắng kiếm tiền tài trợ cho Tuấn Anh để năm sau bất kỳ một cái giải men pro nào cũng đều sẽ cố gắng đi hết, quyết tâm là phải đi được Mr. Olympia. Mặc dù ngày xưa em gãy vậy, nhưng mà khi mà em nghe những cái bình luận, những cái tiêu cực ở Việt Nam, nó cũng là một phần làm động lực cho em. Sợ quê chứ anh, đúng không? Đúng Chứ rồi, đúng anh rồi. gãy lên vậy là anh sợ quê không? Sợ quê chứ. Thì mình cứ đặt nó đó. Bây giờ mình lỡ nói vậy rồi, mình không làm thì cái mặt mũi mình để đâu? Cho nên em vẫn sẽ cố gắng. Thì cái giải Philippines vừa rồi nó cho em một cái động lực đó là mình sắp chạm được rồi, mình sắp chạm được rồi, cố gắng thôi. Nói chung môn này thì phải cố gắng và kiên trì thôi, Thì chứ cũng nó không quay có. quay trở lại cái phần vừa nãy mình nói, mình cũng nói một cái phần nữa là tại vì Đạt mới nói một cái câu mà trước đó mình cũng mới nói luôn, đó là những cái người hater ấy nó mới là động lực thực sự, Đúng rồi, những nói người là được, chính hater nó xác, chính mới là xác. động lực. Mình làm trên online, mình làm mình để gọi là cho đám hater nó hết hẹn ghét mình hay là nó phải im đi, thì nó là cái động lực lớn nhất của một cái thằng đàn ông, thực sự là như thế đó. Và mình tin chắc rằng là như Đạt này hay là như hôm trước mình có trao đổi với Lộc Nguyễn ấy, với lại những cái người trẻ như các bạn, và các bạn có quyết tâm là mình phải vươn ra nước ngoài, còn cái chuyện mà ai nói này ai nói kia, thực sự ấy cái thời đại này rồi ấy, những cái người mà còn cái tư duy theo cái kiểu lạc hậu là Việt Nam thì nhỏ bé, Việt Nam không bằng người này, Việt Nam không bằng người kia ấy, là hoàn toàn cái đầu Cái óc câu của họ rất mà là hạn Việt hẹp. Nam nhỏ bé nghe Nghe nó ức chán đúng lắm. không? Nghe ức Đừng sao, đúng rồi, nghe đừng có nói vậy, đúng không? đúng rồi. Tại vì Nghe thứ ức. nhất, game của các bạn trẻ bây giờ rất là tốt anh. Thật sự, ngày xưa em làm quán cà phê á, thì em cái quán cà phê của em làm gần cái chỗ trường học ở Việt Úc. Thì em thấy đứa nào nó cũng cao hơn em á, mà mới học cấp 3. Đứa nào nó cao hơn em thì chứng tỏ là gì, Việt Nam giờ ăn uống đồ này nọ nó cũng đâu có thua nước nào đâu. Cho nên là cái cần bây giờ là mình phải cố gắng. Thứ nhất là mình truyền cảm hứng, thứ hai là mình phải tạo động lực, cái thứ ba nữa là mình phải có truyền được một cái kiến thức gì đó. Tại vì bây giờ Việt Nam mình nó vẫn là một cái kiến thức truyền thống. Em nói đơn giản cái việc ép ký đi thi đấu đi, ví dụ như giờ từ chiều cao trừ 100 cộng 1 mà nhiều cái còn trừ 2 nữa, nhiều khi mình cũng muốn lên mạng mình nói nhưng mà kiểu cái đó nó đông quá, anh hiểu không, mình cũng lười, nhưng mà cái đó là nó là phản khoa học. Anh càng tập thì anh càng phải to lên, anh càng phải bựng lên, chứ càng sao anh cứ phải ép khí xuống, anh cứ phải đao đao xuống làm cái gì, thì nó đâu, nó kiểu như tập luyện cho cố 1 năm cuối cùng cũng đứng đứng ở mức đó thì làm sao mà phát triển. Đó chính là cái tư duy là em muốn các bạn muốn ra thế giới là bỏ cái tư duy đó đi,
hoặc thậm chí là trong cái hệ thống mà nó đang họ đang làm như vậy họ cũng nên bỏ đi. Tại vì các giải đấu bây giờ anh thấy như giải God sắp tới này, cộng 5 cộng 10 cộng thoải mái luôn. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó nó mới wow được. Những cái người mà thi giải đó thì chắc chắn là họ cũng sẽ có tư tưởng người ta đi thi quốc tế. Và càng nhiều giải đấu như vậy thì người Việt Nam mình càng ngày sẽ càng to. Giống như tự nhiên người Việt Nam mình cái khả năng phát Việt Nam mình em thấy có một cái á, là cực kỳ lì, cực kỳ chịu đựng, Đúng rồi. gọi là bền bỉ á. Đúng rồi. Ví dụ như mấy nước châu Âu thì mà nắng nóng 40 độ là má cấp cứu, mà Việt Nam mình như Hà Nội nắng nóng nhiều khi 40 độ nhưng mà cái tỷ lệ mà ấy đâu 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 ấy đâu, tức là người Việt Nam mình rất là gan lì, rất là chịu khó cần cù. Cái đó chính là cái mà em nghĩ tương lai nếu như mà các bạn áp dụng thêm, các bạn chịu mở đầu ra, các bạn áp dụng được cái kiến thức tập đúng rồi, ăn uống đúng, dinh dưỡng tốt, xài hàng ok, là em nghĩ 1-2 năm nữa Việt Nam mình IFBB Pro đầy luôn. Thì cũng trao đổi với Lộc Nguyễn hôm trước ấy, cũng đồng ý luôn là cái thời điểm này ấy, là cái thời điểm mà đến lúc mà Việt Nam nhảy lên rồi thực sự luôn ấy. Là tại vì bản thân như 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 anh ấy, bản thân như Vincent đi mà xem mà cứ thấy Hàn Quốc nó lên hay cứ thấy gọi là Trung Quốc nó lên mình xem mình bực lắm. Mình xem mình bực lắm là Mọi tại cái vì nha. mình xem cái nghề này, mình theo cái nghề này mình sẽ biết là Việt Nam không thua gì đâu. Thực sự Việt Nam không thua gì đâu. Việt Nam là còn không được đầu tư nhiều như họ đâu. Việt Nam không có cái điều kiện để chơi gọi là nhiều như họ, theo cái môn này như họ đâu. Nhưng mà mình hoàn toàn không thua đâu. Và đến cái thời điểm này là tại vì có những cái thế hệ trẻ, thực sự là có những cái thế hệ trẻ như Đạt hay như Lộc, tức là những người chịu cập nhật kiến thức, những người gọi là chịu mở cái đầu ra. Chứ mình nói thật, mình cũng gặp rất là nhiều người cốt mà theo cái thế hệ gọi là 8X của tụi mình đi đó, theo cái hệ 8X mà 8X gọi là đời đầu đi, theo cái dạng như thế đi, nhưng mà không không có mở được ra, không có mở được ra. Và mọi người đang ở trong một cái vùng an toàn, đang trong một cái vùng an toàn, muốn đánh thế giới, muốn đánh ra ngoài, nhưng mà nói thì to tát, nhưng mà thực ra bản thân những cái thế hệ trước khá là nhát, mình nói thật khá là nhát, và chọn con đường an toàn thôi, con đường an toàn thôi. Mình cũng gặp những cái cây đa cây đề ở trong làng này rồi, nhưng mà bây giờ rất là vui khi mà thể hình Việt Nam hay là fitness Việt Nam nói chung có được những người coach trẻ, là tại vì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi, tiềm năng của vận động viên Việt Nam không có thua. Việt Nam chỉ thua là thua mang tính chất hệ thống thôi, chưa có những người coach, chưa có những người gọi là như Đạt hay là như Lộc, tức là mình chuyên sâu về, hay là rất là nhiều bạn coach trẻ khác mình chuyên sâu về cái chuyện là prep coach, cái chuyện mà chuyên để huấn luyện thi đấu, thì Việt Nam vẫn hay bị nhập nhằng, vẫn hay bị nhập nhằng giữa thi đấu với lại người thường, với rất là nhiều thứ nhập nhằng. Thì bây giờ có những cái bạn chuyên nghiệp như vậy rồi thì chắc chắn nó sẽ lên. Thì quay trở lại cái physique của Tuấn Anh đi, thì theo Đạt là tại vì mình xem qua camera cái giải Philippines vừa rồi ấy, mình cảm thấy là về cái độ khô hay về cái phần eo ấy, mình cảm thấy là nó có thể là chưa được 100%, thì không biết là Đạt có đồng ý với cái chuyện đó không. Và trên cái physique của Tuấn Anh ấy thì theo Đạt cảm nhận thấy là cần phải có những cái điểm gì và cái kế hoạch để cải thiện nó thì như thế nào? Thì cái điểm yếu đó của Tuấn Anh đó là cái phần ngực, em cũng nói rồi đó, không có máy tập, cho nên là suốt ngày đẩy bên mà vô máy Smith rồi kéo cát không, mà thì làm sao mà nó phát triển được. Và Tuấn Anh bị một cái là anh bị chấn thương ở cái phần khuỷu này, này có một cái clip mà em làm á, anh bị đứt một cái cọng cọng gân ở đây. Mà cái y tế ở Việt Nam á thì em cũng có nghiên cứu qua thì kêu nếu như mà mổ mà theo kiểu của quốc tế nó sẽ không ở lại nhiều nhiều cái biến chứng đâu. Giống như Serami á, thực ra ông nội rất là chấn thương trùng luôn á, Đúng rồi. dưới đệm hay là cái gì, nhưng mà người ta mổ nội soi người ta ấy mình không có thấy cái gì hết, tức là nó vẫn có thể trở lại bình thường. Nhưng mà ở bên Việt Nam thì nó mổ kiểu giống mổ ẩu thì nói gì cũng kỳ, nhưng mà kiểu giống như là thẩm mỹ, nó chỉ là người mổ ở Việt Nam tức là làm sao để cho người ta trở lại cái vận động hàng ngày bình thường là tốt rồi, mà người ta lại không quan tâm đến thẩm mỹ. Mà tụi em là vận động viên đi thi đấu Đúng thì tụi rồi. em lại quan tâm cái thẩm mỹ. Thì nói người ta rằng mổ kiểu này thì không, người ta lại mổ theo kiểu kiểu khác. Cho nên là cái phần gân chỗ Tấn Anh chỗ này này nó bị đứt một cái đoạn cơ phần chỗ này luôn. Cho nên là khi mà tập những cái bài đẩy ngực đó, nó sẽ bị giới hạn vận động. Đó, em code khó cho Tuấn Anh là code khó thêm cái đó nữa, đó là không còn bị chấn thương nữa, mà chấn thương mà do kỹ thuật mổ của Việt Nam mà này nọ cái thứ nó cũng không có được tốt đó, cho nên là cũng rất là khó để cải thiện, đặc biệt là cái phần tay sau. Tay sau Tuấn Anh cũng hơi hơi thọt, cho nên là tay tay của Tuấn Anh so với Joven á thì nó bị yếu đó. Rồi phần ngực với lại phần lưng dưới, phần lưng tức là phần ở phần trạng trên của Tuấn Anh á
thì nó rất là trộn, nhưng mà ở phần dưới thì nó vẫn kiểu nó chưa đầy lắm. Chưa đầy. Thì em mong rằng là sau khi Tuấn Anh vô Sài Gòn thì anh em làm việc chung với nhau, ở gần nhau thì hỗ trợ được nhau, thì mình cứ cải thiện từ từ thôi, rồi đi thi đấu trong vui vẻ là được rồi đó. Nói chung là khi em ngày xưa em cũng tính năm sau đi thi đấu, thì em cũng hỏi ông coach ở bên nước ngoài của em á, thì em kêu năm sau tao muốn mục tiêu là cái thẻ pro, thì ông mới chửi em, chửi em ông nói này, mày đừng có mà ngu, mày á hãy sống như một pro chứ đừng có chăm chăm chạy theo cái thẻ. Khi mà mày có thấy được cái niềm vui ở trong đó thì tự động cái kết quả nó sẽ tới. Mà Rồi. em thấy nó đúng, tức là Tuấn Anh kiểu có nhiều bạn đó, tự nhiên thấy đối thủ của mình mạnh hơn, bắt đầu lo lắng, bắt đầu bồn chồn, bắt đầu về mất ăn mất ngủ, có anh bị lo lắng ấy. Kiểu giống như là chạy theo thành tích ấy, tức là mình cứ sợ là mình lên mình thua người này thì mình thua xong rồi bị thằng đó nó cà khịa các thứ, nên là tự nhiên đi tập gym á, cái quan trọng nhất là cái vấn đề là mình kiểm soát được stress, được cái gọi là cái vấn đề về cảm xúc á. Việt Nam mình cứ quan tâm tới hệ cơ xương rồi này nọ, hệ hệ này hệ kia, nhưng mà những cái hệ quan trọng như hệ tiêu hóa này, hệ thần kinh này, những cái hệ đó cũng là đã là tập luyện thì những cái đó nó đều quan trọng như nhau hết. Nhưng mà cứ từ lúc nào cũng ở tập luyện như thế nào, ăn như thế nào, chơi hàng như thế nào, nhưng mà cái về hệ tiêu hóa rồi hệ thần kinh, về tâm lý về ấy thì lại không quan tâm, cho nên tự nhiên các bạn bị áp lực. Còn Tuấn Anh thì em kêu anh ít dùng mạng xã hội thôi, anh cũng không cần đăng cái gì, miễn sao anh đi làm một ngày từ 7 giờ tới 5 giờ, anh ăn uống rồi anh tập luyện ở 2 tiếng đồng hồ một ngày, về anh ăn no ngủ kỹ bự Đúng rõ rồi, ràng, đúng rồi. đầu óc mình thoải mái, mình không có gato, mình không có khó chịu với ai hết, mình cứ vui vẻ thôi. Thì tự nhiên ông có đó, ông nói với em vậy xong cái em nhìn lại Tuấn Anh em thấy đúng, mình cứ chạy theo cái thẻ là mình tự áp lực cho mình thôi. Bây giờ anh cứ suy nghĩ, anh đặt mục tiêu là anh phải đạt được thẻ, cái rồi anh đi thi đấu anh không được thẻ rồi sao, áp lực chứ, buồn chứ, đúng không? Còn mình đi thi mình vui, mình cứ đi thôi, rồi mình cứ tập luyện ăn uống, mình chia sẻ, mình đóng góp cho cộng đồng, tự nhiên đến một lúc nào đó là nó sẽ được. Cho nên là đôi khi gặp người cốt không phải là về cái kiến thức của họ, mà cái cách họ dạy mình, cái cách sống á. Khi mà cái cách sống mình tốt rồi á, tự động những cái mọi thứ xung quanh đó nó sẽ tốt lên đó. Thì em thấy là em may mắn là gặp được những người cốt, người ta thẳng thắn chia sẻ cho em về cái phong cách sống, chứ kiểu giống như mà ở Việt Nam là mày phải lên sàn, mày phải giết thằng này thằng kia cho anh, mày phải lên sàn mày phải đạt được thành tích để làm hình ảnh cho anh cho mày đâm hàng bấy nhầy luôn, miễn sao mày bự mày ăn được thằng đó cho anh là được, cái đó là thôi gãy. Nhân tiện là bàn tới cái gọi là thị trường hay là những cái giới vận động viên ở Việt Nam thì theo Đạt ấy thì mình thì thi đấu thì mình không quan trọng là đối thủ nhà như thế nào, nhưng mình cũng sẽ phải biết được những cái người gọi là anh em đồng nghiệp đi, những người peer của mình ấy thì theo Đạt theo dõi thì ở thể hình Việt Nam bây giờ thì có những cái người nào thì theo Đạt nghĩ rằng nếu mà đứng chung được muscle contest ấy thì Tuấn Anh cần phải là để ý hay là cần phải làm việc hay là team cũng gọi là phải quan sát những cái bạn này bạn kia, thì không biết là mình có quan sát gọi là những cái người Có cùng đồng hương mình không, và mình nhận định về cái gọi là cái giới mà fitness của Việt Nam hay giới bodybuilding Việt Nam những bạn mà thi muscle contest thì mình nhận định như thế nào? em thấy có bạn Đào Xuân Lì á, hành lưng bạn Đào Xuân Lì khá khá là tốt, với lại cái form men cũng khá là ok. Em nghĩ bạn đó cũng trẻ, em nghĩ là trong tương lai nhưng mà cứ tiếp tục như vậy em nghĩ là cũng sẽ được. Thì đó là bạn bạn Lì. Còn một người nữa, nói chung là em thấy thể hình ở Việt Nam về cái dạng 212 á, nếu như mà những cái anh mà vận động viên trong nước á, những cái anh vận động viên mà đánh liên đoàn á, mà mấy anh đổ ra mấy anh đánh hệ thống của IBB, chắc tụi trẻ tụi em cũng không có tuổi đâu, Đúng thực rồi, sự cơ của họ. Em nói thiệt đúng á, rồi, cái này anh đúng. để ý cái vận động viên Việt Nam á hơi bị ghê á, Cái này đúng. không 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 có thua cái nước nào đâu, thực sự luôn á. Bây giờ mấy ảnh mà đổ ra và đánh IFBB thì là tuổi trẻ là không có cơ hội, nói thiệt, đặc biệt là cái hạng 212 á. Đó, cái đó là em chia sẻ thiệt, nếu như mà mấy anh đó mà bước ra vùng an toàn nhiều khi lấy thẻ thiệt á, không đùa đâu đó.
Vậy còn cái hạng mục classic physics thì sao? Là tại vì mình cũng muốn hỏi là Tuấn Anh thì có bao giờ nghĩ, hay là Đạt bản thân Đạt có bao giờ nghĩ là Tuấn Anh sẽ nhảy lên classic không, hay là tại sao là mình chỉ có theo men physics không thôi, hay là Em cũng tính nói Tuấn Anh là cái năm, nếu như mà mình đánh cái năm năm sau á, em nghĩ là em sẽ đổ Tuấn Anh lên classic. Tại vì không phải lúc nào ở những cái khu vực Đông Nam Á mình nó cũng có pro men physics nhiều như năm nay. Ví dụ như Philippines 2 năm về trước, 3 năm về trước nó đều là pro bikini chứ nó không có pro men. Cho nên là năm nay ví dụ như Thái đợt này nè cũng là pro men. Là không hiểu sao tự nhiên đợt này châu Á với Đông Nam Á tự nhiên nó nhiều cái giải pro men vậy, nhưng mà lỡ năm sau ví dụ như là mấy cái nước Đông Nam Á châu Á nó không còn pro men nữa là sao? Để mỗi mỗi một năm chỉ có một lần đăng quang của một cái hạng mục đó thôi, hiếm khi nào mà có hai lần lắm. Giống như Muscle Contest Việt Nam năm 2022 là nếu mà tổ chức á, là pro men bikini á, tức là những cái hạng mục bikini mà những người mà có thẻ rồi thì người ta đánh với nhau chứ đâu có men physics thì Tuấn Anh đâu có đánh được. Cho nên là thôi em tính book cho Tuấn Anh lên classic luôn, ví dụ như năm sau lỡ Thái nó có pro classic thì ok đi luôn, biết đâu được, mình đâu biết được, tập thêm đủ thôi mà, tại vì phần trên mình cũng ổn rồi, phần trên là mình chỉ cải thiện điểm yếu thôi. Và mình cố gắng mình tập thêm đùi nữa mình đi thi luôn cũng được, đâu sao đâu, lỡ đâu nó cũng là một cơ hội để mình thử mà. Với lại cái thứ hai nữa là Tuấn Anh cũng không còn nhiều thời gian nữa, 33 tuổi rồi anh cũng phải nghỉ ngơi chứ, tại vì khi mà em xét khúc hàng họ cho Tuấn Anh em cũng phải đau đầu suy nghĩ chứ, đâu có phải là khô máu được, cũng phải là lựa chọn coi thử cái này có đáng để vô lúc này không, cái nào cái chất nào mà dùng phù hợp được. Cái này chia sẻ thật, mà càng già rồi thì những cái hệ phục hồi, những cái kiểu giống như hệ miễn dịch rồi khả năng phục hồi nó cũng không có thể nào mà bằng bằng người trẻ được, nó Chắc rất là chắn. khó. Đúng rồi đó, cho nên là thời gian không còn nhiều nữa, cho nên là em với Tuấn Anh là cũng đang tính là thôi năm nay vô Sài Gòn là máy móc rồi nó tốt, phần trên thì giờ cải thiện điểm yếu thôi, độ thêm nhàn đùi nữa, năm sau có pro classic đi luôn, đánh làm hình ảnh cho vui Không, mà thực ra là thế thì cái cũng đó là đâu. cái đó là cái chiến lược khá là hợp lý, là tại vì mình mà đã lên classic rồi, thực ra mình đánh men physics vẫn được, chẳng có ảnh hưởng gì Đúng rồi. cả, chẳng có ảnh hưởng gì cả, mà lại mình lại có thêm được cái cơ hội, thứ nhất là cơ hội thi đấu này đó, và cái phần hình ảnh này, và thực ra là cũng cũng có thể nói là tạo ra được rất là nhiều thứ mà mình trước đó mình chưa nghĩ tới, trước đó mình chưa nghĩ tới, kể cả là trong cái chuyện tập luyện, kể cả là trong cái chuyện khai thác hết tiềm năng. Thực sự là thể hình nói thì nói là già tuổi như vậy thôi, nhưng mà cũng có thể là khoảng tầm 35 tuổi, 36 tuổi mình mới gọi là biết được là cái tiềm năng mình đã khai thác hết chưa. Đó, khai thác hết chưa? Đó, và chắc chắn rồi, khi mà vào Sài Gòn thì cũng mong rằng là Tuấn Anh sẽ gọi là làm nhiều nội dung hơn. Thực sự mình mong muốn là Tuấn Anh hay là Đạt sẽ làm được nhiều nội dung cho Tuấn Anh hơn. Bản thân mình là mình cũng gọi là rất là sẵn sàng khi mà nếu mà Tuấn Anh vào mà muốn làm gặp cho anh em trao đổi, làm podcast hay là làm những các nội dung gì đó giao lưu thì mình rất là sẵn sàng thôi, là tại vì với một cái câu chuyện của Tuấn Anh như thế đấy thì không thể nào mà có thể nói không thể nào cứ ém mãi được. Đó, hãy chịu khó gọi là show up lên, chịu khó đi lên để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, và chắc chắn rồi nó cũng sẽ gọi là đẩy cái cộng đồng của mình đi lên rất là nhiều đó. Và tại vì bản thân FBB Pro thì người ta cũng để ý tới tính thị trường, nếu mà cái thị trường nó mạnh giống như là Hoven mạnh ở bên Philippines đi, hay là giống như là Terence Tails mạnh bên Malaysia đi, là họ đại diện cho một cái thị trường đang mạnh như thế. Là tại vì càng nhiều fan càng mạnh ấy thì cái idol cũng càng mạnh, hay là cái người đại diện cho cái thị trường nó cũng càng mạnh, và mình tin chắc rằng ở Việt Nam thì rất là nhiều người thích Tuấn Anh luôn, nhưng mà bạn ấy gọi là ít ít show quá, ít đăng hình Kín kín quá, kín tiếng quá. khiến tiếng Thì quá. mong là môi trường, nó là môi trường tạo con người mà, nên là Yeah. khi vô Sài Gòn lỡ mình tự tin hơn, mình đỡ đỡ suy nghĩ về tiếng nói của nhiều người khác hơn thì chắc là ok. Ok, thì Chứ quay còn trở lại một chút xíu, là mình cũng nói về Tuấn Anh khá nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ nói về cái huấn luyện của bên Đạt, cái coaching của bên Đạt, thì cái mindset hay là cái cách tiếp cận của Đạt trong cái chuyện là huấn luyện về mặt thi đấu thì theo Đạt là nó có những cái điểm gì đặc biệt hay những điểm gì khác, và bây giờ là trong team mình thì có những cái bạn nào mà Đạt cảm thấy là định hướng nó sẽ tốt và có thể là trở thành một Tuấn Anh thứ hai của Việt Nam chẳng hạn. thì cái hệ thống của bên em á, thì thực sự trong quá trình mà đào tạo á, em cũng bị dính phốt nhiều lắm, nhưng mà thực sự cái đó là đúng, tại vì
Mình em bản thân em lúc mà em thốt cho Tuấn Anh đi thi đấu á, tức là riêng cái việc xử lý nước thôi nó đã cực kỳ khó rồi. Mà hồi đó em thì em không biết, em cứ nhận em ôm nhiều nhé, xong rồi mình xử lý không tới nơi tới chốn thì mình cũng bị tiếng phốt. Thì cái đó nó cũng là một bài học cho mình thôi. Thực sự em sẵn sàng em chia sẻ những cái ngu của mình cho các bạn, để nếu như các bạn sau này mà có làm những cái nghề như mình đi thì các bạn biết mà, các bạn tránh không gì hết, mình vui vẻ thôi. Thì đó, thì hồi đó em không có biết, thì năm 2019 khi mà Tuấn Anh được nhì á, tức là đánh với Lâm Gu được nhì á, thì rất là nhiều người theo có em, thì cái đó là một cái may mắn. Mà lúc đó khi đó em còn trẻ thì em kiểu là cũng máu, em cứ ôm ôm vô. Thì đến khi mà mình làm, lúc bình thường không sao, mà tới cái khâu xử lý nước á, hôm đó năm đó quá trời người đi thi đấu thì mình lại không tất kè được cho người ta kỹ, tại nó nhiều quá năm mình không có làm được. Thì lúc đó là ăn quả phốt to đùng, là mình làm việc như cứt. Thì tối đó thì sau khi đó xong, dịch xong rồi, mình may mắn là dịch, Đúng mình rồi. ở nhà có thời gian mình ngồi mình suy ngẫm lại là mình cần phải làm cái gì và mình bỏ cái gì đó. Thì em mới quyết định là em xây dựng một cái team. Nhưng mà em thấy team nó là một cái điều vô cùng quan trọng, như anh để ý ấy. Ví dụ như Molten Dog, em biết không, đúng không, À, show bé đẹp quá, đúng rồi, biết. anh thấy trong của ông cũng là một cái team. Hoặc thậm chí anh code tem Ventura của Omai cũng vậy, nó cũng là một cái team luôn, thì nó mới tách kệ được. Còn code mà code theo kiểu một một á thì chỉ có duy nhất Handy Lambot, tức là ông không có team. Nhưng mà anh thấy cái số lượng mà vận động viên của Handy thì nó lại rất rất là ít. Anh thấy để ý không, một năm ví dụ 212 có một người, rồi Phil Heath, rồi Jeremy Andrew, nó rất là ít. Nhưng mà ở Việt Nam bây giờ thì các bạn lại rất là đông, cái thị trường mà đi thi đấu nó rất là đông, rất là nhiều bạn muốn đi thi đấu. Thì không lẽ bây giờ người ta hỏi mình kia không, anh không nhận, thì cái đó cũng là một cái dở. Cho nên em mới xây dựng một cái hệ thống DNA, đó là hiện tại DNA bên em là đang có 5 bạn làm, thì em đang cố gắng cập nhật những cái gì ở bên nước ngoài về Việt Nam. Thì em đó, em nhìn Show Me Đâu, họ làm có team tiếp, họ đều là thuê những thạc sĩ dinh dưỡng này, toàn là những cái ông kiểu ông trùm 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 ghê ghê về làm không à. Thì đó, thì nó mới đẩy mạnh được cái thị trường lên được. Chứ còn làm một mình thì khó lắm, không thể nào mà làm được về mảng đào tạo đâu. Và ví dụ như code code cho người bình thường thì nó cũng đơn giản, thì nó cũng chừng đó thôi, code Quizlet rồi dinh dưỡng rồi này nọ. Chỉ cần anh cái code cho người bình thường, anh chỉ cần cố gắng nhắc nhở họ làm sao tạo cho họ một cái lifestyle sống tốt, là tự khắc lúc đó nó có kết quả. Còn về mảng đào tạo á, anh vừa phải tâm lý cho họ, anh vừa phải cho họ một cái lifestyle, mà anh còn vừa phải huấn luyện họ từng chút một, nó rất là khó đó. Cái đó là cái khó của cái việc mà đào tạo vận động viên á đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhiều bạn trẻ ở Việt Nam bây giờ rất thích thi đấu, nhưng mà các bạn thiếu một cái, đó là cái kỹ thuật tập. Anh công nhận điều đó không? Đúng. Tại vì cái kỹ thuật tập cực kỳ khó, mà đến bây giờ em vẫn phải đi học, mà em vẫn phải bây giờ em vẫn phải đi thuê coach ở Việt Nam để em đi học về kỹ thuật. Tức là mình học thì thấy mình ghê, nhưng mà mình vẫn phải đi học từ người khác nữa, là mình bản thân mình còn thiếu. Thì những cái bạn mới thì làm sao đó, mà cái kỹ thuật nó không có, thì khi mà vô một cái giáo trình thi đấu thì làm sao mà được. Cho nên là có nhiều cái giải, như là có rất nhiều giải mấy bạn đi thi đấu nhìn nó không có một cái gì hết á, tại vì các bạn bị thiếu ở đó. Thì bên em mới phân ra là level 1, level 2, level 3. Level 1 là những bạn nào mới là phải chỉnh hết về kỹ thuật tập, chứ không có phải là mày đến với tao xong tao cho mày cái giáo án khủng rồi mày tập luyện rồi mày chơi hàng là mày sẽ bự. Cho nên là cái lứa mới của em bây giờ nó tốt là vậy, là bởi vì họ họ có cái từ có theo giai đoạn đó, mình phân chia theo giai đoạn luôn đó. Cách của em làm việc là vậy. Ví dụ mày tới với tao rồi, mày phải tập được kỹ thuật tập, mày phải ăn uống đúng đã, cho nó thành thói quen đã. Vì mày mày đi thi đấu mày siết ăn uống là một cái nó rất là khó, mà mày chưa hình thành được cái thói quen nó thì sao mà mày thi đấu được đó. Thì em nói thẳng như vậy, chừng mày giờ lô level 1 thôi, học xong level 1 thì bắt đầu qua level 2, rồi level 3 bắt đầu đi thi đấu đó. Thì nó sẽ tạo ra một cái thế hệ mà nó có cái căn bản chút chút, nó sẽ tốt hơn là cái việc giống như ai anh cũng nhận xong rồi anh quăng cái giáo án đó, cuối cùng nó lại không có gì. Thì cái đó chính là cái sai của em ở cái thời điểm mà năm 2020 á, 2021 là hồi đó em cốt như vậy.
tức là mình học rất là nhiều giáo trình của người người giỏi, của người nước ngoài, của những người có ở bên nước ngoài ấy, học rất là nhiều giáo trình. Nhưng mà quanh cho mấy bạn đó thì mấy bạn tập không được, thì khi mấy bạn tập không được và khi các bạn lại nói với mình là ở ông này tốt không tốt như thế này thế kia, không phải là đúng là bởi vì mình không biết được rằng là các bạn thiếu cái gì, mình chỉ nghĩ rằng là mình có được một cái giáo án tốt rồi, mình nghĩ là áp cho người khác sẽ có giáo án thì người ta cũng sẽ tốt, nhưng mà không phải. Một người coach là một người biết nhìn học viên mình thiếu cái gì và phải bắt họ làm bù đắp cho bo cho họ những cái thiếu sót đó thì sau này họ có thành công được. Thế nên là em đang cố gắng xây dựng một cái hệ hệ thống DNA coaching như vậy đó, là coach theo cái mảng từ 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 từ, tức là bạn nào mà kiểu chậm chậm muốn đi từ từ thì theo em, chứ em không có bùng một cái là lên 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 cái là anh giỏi, lên cái là anh được như Tuấn Anh cũng phải 6 năm mới mới được như ngày hôm nay, chứ đâu có phải là đùng cái là ổng lên ổng dốt, ổng lên ổng ăn người này người nọ đâu. Tại sao Có là hồi nãy mà Đạt chia sẻ mình rất là đồng ý thôi, là tại vì các bạn trẻ các bạn hay muốn nhanh, các bạn hay muốn gấp rút, các bạn thiếu đi cái sự kiên nhẫn. Mình cũng gặp những cái người mà mình tập chung chung ở những cái phòng cũng khá là lớn ở Sài Gòn như City Gym hay Cali gì cả mình đều đi, thì có rất là nhiều bạn ấy là cứ vào xong rồi cứ kiếm những người nào đó để gọi là có một đống đồ hàng, xong các bạn nạp vào, các bạn cứ nghĩ là nạp vào như thế 3 tháng 6 tháng cái là nó sẽ to, nó sẽ khủng khiếp, nó sẽ này nó kia, nhưng mà nó không phải. Tất cả nó đều cần phải có thời gian hết, và nó đều cần phải cái sự bài bản, tập luyện, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, lifestyle. Mỗi cái yếu tố nho nhỏ thôi là bạn cũng phải học tạo ra nữa, sự khác biệt bạn lớn. cũng phải học, nó tạo ra sự khác biệt rất là lớn. Tại sao như là Tuấn Anh, như là Đạt chia sẻ là ở những cái điều kiện phòng gym là không có đủ máy móc ấy thì nó lại có bị hạn chế, là tại vì thực sự khi mà bạn muốn theo cái môn này là bạn cần phải có những cái để nó đáp ứng, chứ không thể nào mà bạn cứ xem ở trên gọi là online đăng mấy hình mà mấy ông châu Phi xong rồi tập mấy cái đồ gọi là bê tông hay là mấy cái gậy gỗ đâu. Người ta đăng hình cho vui thôi, hay là người ta đăng hình Đúng để cho rồi, chứ câu biết view, người câu ta học like gì. thôi. Đó chứ còn thực sự người ta tập như thế nào ấy thì bạn không biết được. Bạn cứ xem là mấy ông có chỉ tập mấy quả tạ gỗ, quả tạ này mà ai cũng nhìn như Mr. Olympia là các bạn chưa có hiểu về cái môn này rồi. Môn này mà để đúc được một cái người như Tuấn Anh ấy, nó là cả một cái kỳ công, nó là bao nhiêu thứ, nó là bao nhiêu thứ, và tại sao mà thế giới nó lại sản sinh ra những cái người này người kia rất là khủng khiếp, mà tại vì cái hệ thống của họ nó quá đã để hỗ trợ rồi, nó có sẵn rồi. Phòng gym nó có phòng gym riêng cho cái chuyện là tập luyện, cái Vận động chuyện thi viên đấu, ấy. vận động viên thi đấu riêng ấy. Còn mình đây mà ví dụ như mình đi những cái phòng gym lớn nhất Việt Nam đi, nhiều khi thiếu máy này thiếu máy kia, hay nhiều khi do cái người chủ ấy, người ta không có dành về nghề chẳng hạn, người ta set up toàn những cái máy tào lao không à. Đó, ngoài những cái máy căn bản, người ta không có những cái máy đủ đã để vào tập, để có thể gọi là đẩy mình lên một cái level mới. Còn chắc chắn rồi, tập luyện người thường để có ngực bự, để có tay bự chung chung ấy thì rất là dễ, nhưng mà để mà thi đấu để có thể so đọ được thì rất rất là khó, rất là khó. Nên là mình cũng hy vọng rằng là sẽ có được một cái gọi là Project Olympia, là tại vì hôm trước mình cũng chia sẻ với Lộc Nguyễn là mình cũng hy vọng có được một cái Project Olympia ở Việt Nam. Mình không biết là team của Đạt hay là team của Lộc thì team nào sẽ làm được cái chuyện đó trước, thì Lộc bây giờ thì có thể là hơi thua, là Lộc thì chưa có được IFBB Pro Card của một vận động viên nào, nhưng mà mình cũng rất hy vọng là sẽ có nhiều team như thế, là tại vì mỗi team sẽ có cái cách tiếp cận riêng và sẽ có cái làm việc riêng, và nó sẽ đẩy được cái thị trường lên chung. Thực sự đẩy được cái thị trường lên chung là tại vì giống như chia sẻ với Lộc Nguyễn là ở Việt Nam mà thiếu nhất là tại vì mọi người là hay coi nhau thành đối thủ thôi. Đó, chứ thực ra mọi người quên mất rằng là ở cái thị trường này ấy, mình cần có nhiều những cái team riêng và có thể là kết hợp với nhau hay có thể là trao đổi với nhau thì đẩy thị trường nó mới lên được. Đó, chứ mọi người cứ chưa thi đấu mà đã coi nhau là đối thủ rồi, đã ghét thằng này nó không có gọi là được tốt hay là nó ảnh hưởng đến mình ấy, là mình bắt đầu mình đã ghét nó rồi. Hãy giải quyết ở trên sàn đấu. Đó, còn ở bình thường ở ngoài này mình hãy phấn đấu đến mục tiêu chung của Đạt với Lộc Nguyễn rất là giống nhau, là hãy mang bộ gen Việt ra. Đó, mang bộ gen Việt ra để đánh được Hàn, đánh được Trung, hay là kể cả nhỏ nhỏ đánh được một cái gọi là cú gọi là có thể nói là một cú revenge trên một cú trả thù với lại Philippines chẳng hạn, nếu mà gặp Hoven ở trong một cái show tiếp theo chẳng hạn. Ở Việt Nam thì cái tính đố kỵ nó là do giáo dục là nhiều, giống như ngày xưa anh đi học là mày phải nhất, phải kiểu cứ hay so sánh á, thành thử ra nó thành một cái lứa của tụi em thì cái lứa nào cũng vậy thôi, kiểu người ta cũng sẽ rất là khó làm việc chung với nhau, mà mỗi người sẽ là một cái cá tính nữa. Nhưng mà anh biết đó, trong thể hình á, đặc biệt là trong cái đi thi đấu này nè, nó không có đúng, nó không có sai, không không có ai đúng ai sai hết á. Giống như ngay cả cái cách đi hàng đi,
cũng không thể nào nói em đúng, mà cũng không thể nào nói người kia đúng, hoặc là chưa chắc em đúng, mà cũng chưa chắc là người kia đã sai. Là bởi vì sao? Cái hàng này là hàng underground, tức là chẳng chẳng có một cái nghiên cứu khoa học nào mà cho 1.000 đối tượng chạy test, chạy chen, rồi Đúng chạy rồi. lum tùm la Đúng để rồi. người ta làm cái thí nghiệm, anh hiểu không? Đúng rồi. Cho nên tất cả đều chỉ là kinh nghiệm. Ngay cả xử lý nước cũng vậy thôi, xử lý nước Úc Cát hay gì, đâu ai lấy 2.000 1.000 người ra đi xử lý nước, Không không thể làm đúng chuyện đó được, không? không làm chuyện đó Không thể được. làm chuyện đó được. Cho nên nó là kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Thành thử ra để mà làm việc được chung với nhau á thì nó cũng lại khó. Một điều là kiến thức nó là khác nhau đó. Nó giống như kiểu như là bây giờ nói Adam về Eva tạo ra con người hay là nữ oa tạo ra con người thì làm sao mà giải thích. Mỗi người họ sẽ truyền một cái đạo của mình thôi, còn ai thích theo cái đạo nào thì theo đạo đó. Chứ chứ bản thân em một mình em cũng chẳng ăn hết thị trường, anh công nhận không? Chẳng ai một tay che trời hết, cho nên là cứ càng tạo nhiều team ra. Cái việc cạnh tranh nó cũng là tốt, không có vấn đề Đúng gì rồi, hết. đúng rồi. Có cạnh tranh mới có phát triển. Mình cạnh tranh để mình chứng minh một điều là cái gì? Cái đạo của tao tốt nè, cái đạo Đúng của tao rồi, ok nè, đúng rồi. đúng không? Đâu đâu có sao đâu. Mình cạnh tranh để mình chứng minh. Thì khi mà mình cố gắng mình chứng minh như vậy thì mình mới học tập, mình mới phát triển, mình mới cải thiện cái đạo của mình tốt hơn. Từ đó thì đó, ai làm tốt hơn thì nhiều người theo, dạng vậy. Chứ bây giờ kiếm chứ mà để bình luận là ở xài hàng như thế này, xài hàng như thế kia cũng không không thể nào biết ai đúng ai sai được, bởi vì nó là theo kinh nghiệm. Còn quan trọng là đó, học viên mình sâu ra như thế nào cho mọi người thấy thôi. Chứ em giờ em cũng em là em gọi là tranh luận, chứ em không có tranh cãi nữa. Đúng Gọi rồi. là mình cãi nhau nó gọi là nó mất thời gian lắm. Kiểu giống như là mình bảo vệ cái của mình, người kia cũng bảo vệ cái của họ, mà chắc gì cái của mình nó đúng, để nó là kinh nghiệm cá nhân mà, đúng không? Chơi hàng là kinh nghiệm cá nhân, cho nên là thành thử ra mình cứ làm sao học viên mình tốt nhất, học viên mình có kết quả thì tự động mình tốt thôi, thì tự động cái đạo của mình càng ngày càng nhiều người theo thôi. Vậy là cái dự định bây giờ cuối năm coi như là Đạt và Tuấn Anh là đóng show rồi đúng không? Không có một cái show nào trước mắt đúng không? Và Tuấn Anh thì năm sau mình sẽ vào được Sài Gòn, là có thể nói là chính thức gọi là ôn đúng không? 100% để gọi là chinh phục cái đấu trường Mr. Olympia. Thì mình cũng rất là hy vọng là qua cái postcard này cũng muốn gửi tới Tuấn Anh là rất là vui khi mà Việt Nam có được một cái người như Tuấn Anh. Mình phải nói rất là vui. Rất là vui là tại vì đi đầu thì bao giờ nó khó khăn, bao giờ nó cũng có rất là nhiều thứ hết á, và cái nghề thể hình là hiện tại là cái nghề mà chưa có gọi là mang lại cho mọi người những cái gì mà mọi người xứng đáng nhận được. Mình nói thật như thế nên là cũng hy vọng là Tuấn Anh là gọi là kiên trì theo đam mê của mình và có được cái team của bên Đạt và có được rất là nhiều cái sự ủng hộ ở trong giới, và chắc chắn mình cũng sẽ là một người như thế để có thể nói là mang được cái bộ gen Việt đi ra được thế giới và thậm chí là chinh phục thế giới luôn, thậm chí là đánh bại những cái đối thủ mà bên ngoài của mình như là Hàn, như là Trung. Còn ở Việt Nam thì không có đối thủ, ở Việt Nam mình chỉ có cộng đồng thôi. Và cũng hy vọng rằng là sau cái podcast này thì mọi người sẽ ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn, sẽ theo dõi cái hành trình của Tuấn Anh nhiều hơn để chúng ta có được một cái Project Olympia, một cái người đầu tiên hay là thậm chí hai người đầu tiên hay ba người đầu tiên gì đó trong năm sau gần nhất thôi có thể tham dự được Mr. Olympia. Đó, mình rất là cảm ơn Đạt đã tham dự cái podcast ngày hôm nay và cũng chúc cho team DNA là có được thật là nhiều thành công, thật là nhiều, thực sự là thật là nhiều kinh phí để có thể tạo ra những cái con quái vật thực sự cho thể hình. Nó còn cũng mong là sẽ có những cái podcast sau để anh em chia sẻ thêm về Tuấn Anh hay là thậm chí là Tuấn Anh có thể tham dự những cái podcast để gọi là mình cùng tạo ra một cái nền tảng online để cho các vận động viên này, để cho rất là nhiều người có thể gọi là thể hiện cái tiếng nói của mình, nói về câu chuyện của mình và truyền cảm hứng cho rất là nhiều bạn trẻ. Thực sự rất là hiếm khi mà em lên đây em bày tỏ được cái nỗi lòng của mình. Thực sự hôm nay nói là cũng cũng giải tỏa stress nhiều á, tại vì em với Tuấn Anh là cũng kiểu cũng kìm á, cũng kiểu giống như là nhiều lúc về cũng ức nhiều cái ấy, nhưng mà cũng không có chia sẻ được, cũng không có nói được cho người ta hiểu. Người ta chửi mình hay người ta nói xấu mình hay người ta gì cũng không không có nói được, cũng không biết chia sẻ, cũng không biết giải bày. Thì hôm nay được nói ra những cái mà mình tốt, những cái mà mình xấu, những cái quan điểm của mình thì nó cũng là một cái rất là vui. Mình mong là trong thời gian sắp tới là anh em mình có thể là làm việc được nhiều hơn, nói ra được nhiều hơn. Tương lai không xa, Việt Nam mình sẽ có nhiều IFBB thôi. Em nghĩ là trong năm sau nhiều khi là đã có rồi.
em đang thấy là những cái bạn trẻ bây giờ rất rất là bự rồi, chỉ quan trọng là bây giờ họ dám bước ra để người ta để họ đi thi hay không thôi là được. Đó, còn thì team DNA của em thì hiện tại bây giờ có bạn Tô Kim Điền đánh giải Olympia Amateur đó, là cũng vô được top 10. Thì bạn đó thì cũng học y thì cũng dính dịch luôn, cũng đi chống dịch luôn, cho nên thành thử ra là cái việc upside nó vẫn còn chưa được ổn. À, chắc Dạ chắn là đó, anh Tô cũng Kim Điền. sẽ làm những cái phần sao đao của những cái cá nhân mà Đạt nói ra đây hay là Vincent chia sẻ ở đây để cho các bạn biết tới nhiều hơn, để cho các bạn fan xem hay là những cái người yêu thích thể hình sẽ biết tới các bạn nhiều hơn, nó sẽ ủng hộ cái chặng đường các bạn nhiều hơn. Cũng mong là thời gian sắp tới anh em mình sẽ chia sẻ được nhiều hơn. Chúc anh nhiều sức khỏe và các bạn trên kênh của Mission một ngày vui vẻ. Ok, cảm ơn Ok, Đạt. rồi. Anh em sẽ Rồi, nói cảm ơn chuyện anh nhiều sau. nha. Ok, cảm ơn Đạt. Dạ.